Thưa quý vị và các bạn, Hồ Xuân Hương là gương mặt nổi bật trên văn đàn Việt Nam. Với tư tưởng mới mẻ và lối làm thơ phá cách, các tác phẩm của bà đem lại nhiều giá trị nghiên cứu cho giới phê bình. Mặc dù sự nghiệp văn chương rất thành công, nhưng Hồ Xuân Hương lại có cuộc đời nhiều bất hạnh. Chính những nỗi đau ấy đã giúp bà đạt được thành tựu to lớn trên con đường sáng tác thi ca. Thân thế nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương. Không có bất cứ tư liệu cổ điển nào chép về lai lịch của Hồ Xuân Hương, bà chỉ thực sự được hậu thế biết đến qua sách Giai Nhân Di Mặc của học giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, ấn hành năm 1916. Cũng vì thế, việc có hay không một nhân vật tên Hồ Xuân Hương hiện còn là câu hỏi ngỏ. Học giới nhất quán rằng Hồ Xuân Hương sinh năm 1772. Theo học giả John Balaban thì bà cất tiếng khóc chào đời ở phường Khán Xuân, nay thuộc địa phận Bách Thảo Viên, Hà Nội. Theo Giai Nhân Di Mặc, Hồ Xuân Hương là ái nữ của sinh đồ Hồ Phi Diễn, người Hương Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, trấn Nghệ An. Còn theo học giả Trần Thanh Mại, thân phụ Hồ Xuân Hương là ông Hồ Sĩ Danh, cũng người Quỳnh Đôi. Hồ Sĩ Danh là anh cùng cha khác mẹ của Kinh Dương Hầu Hồ Sĩ Đống. Thân mẫu là bà Lẽ tên Hà Thị, người trấn Hải Dương. Học giả Phạm Trọng Chánh dựa vào tục sướng danh cổ điển và câu tựa Phi Mai Xuân Sắc Nhất Kinh Thành của Tốn Phong Phan Huy Huân để khẳng định Hồ Phi Mai là nguyên danh, Xuân Hương là biểu tự và Cổ Nguyệt Đường là bút hiệu. Trong thế cuộc xoay vần đầy nhiễu nhương cuối thế kỷ 18, Hồ Xuân Hương vẫn được hưởng những năm tháng ấu thơ êm đềm ở một dinh thự lớn tên Cổ Nguyệt Đường, ven Hồ Tây, bấy giờ là chốn phồn hoa đô hội bậc nhất đàng ngoài. Sau khi mãn tang chồng, mẹ bà tái hôn với người khác. Dù ít phải ràng buộc trong gia giáo nghiêm khắc như mọi nữ lưu cùng thời, Hồ Xuân Hương vẫn hội tụ được tư chất thông minh, hiếu học. Sự nghiệp sáng tác. Thơ Hồ Xuân Hương được đánh giá cao với nét thanh thanh tục tục đặc sắc. Những tác phẩm của bà đã đóng góp rất nhiều trong việc Việt hóa thể thơ đường luật, cũng như thể hiện tư tưởng tiến bộ vượt khỏi khuôn khổ thời đại. Hồ Xuân Hương có tập Lưu Hương Ký nổi tiếng với nhiều bài thơ được viết bằng chữ Nôm và chữ Hán. Sau này bà tập trung sáng tác chữ Nôm và tính đến nay, thi sĩ đã để lại cho đời hơn 150 tác phẩm có giá trị. Hồ Xuân Hương và những bất hạnh tình duyên. Có nhiều giai thoại truyền miệng về lối sống phong lưu của Hồ Xuân Hương, rằng bà là một nữ tử tài sắc vẹn toàn cùng những mối tình bên thơ diệu với Phạm Đình Hổ, Phạm Thái, Phạm Quý Thích, Trần Ngọc Quán và Nguyễn Du. Theo các nhà nghiên cứu, bà mất năm 1822 tại Hà Nội. Mặc dù đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng đến nay, ngôi mộ của Hồ Xuân Hương ở đâu và những bí ẩn xoay quanh cuộc đời bà vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng hậu thế. Những bất hạnh trong tình duyên đã giúp Hồ Xuân Hương trở thành nhà thơ phụ nữ. Bi kịch của Hồ Xuân Hương bắt đầu khi bà làm lễ tổng cốc, một cường hào có tính ăn chơi, tiêu xài hoang phí, nên chẳng bao lâu thì nhà cửa sa sút. Cộng thêm việc vợ cả ghen vì ông yêu quý tài nghệ Hồ Xuân Hương, nên bà bỏ đi biệt, chỉ để lại lá thư từ giã. Sau khi bỏ nhà đi, bà hạ sinh một người con gái nhưng được 3 tháng thì chết yểu. Tổng cốc tìm đến đòi con nhưng vô vọng. Bà làm bài thơ khóc tổng cốc để khóc cho mối tình cũ của mình. Hai người xem như đoạn tuyệt tình nghĩa phu thê. Hỡi chàng ơi, thiếp bén duyên chàng có thế thôi. Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Sau này, bà tiến đến với ông Phủ Vĩnh Tường, tức Tú Tài Phạm Viết Ngạn, và sinh cho ông một đứa con tên Phạm Viết Thiệu. Thế nhưng hơn 2 năm sau, người chồng này của Hồ Xuân Hương cũng tạ thế. Có hai đời chồng không trọn vẹn đã khiến bà mang tiếng sát phu. Bà thấm thía nỗi đau của những người phụ nữ phải chịu cảnh cô đơn, nên khi nghe tiếng khóc từ bà lang, nhà thơ đã thể hiện nỗi xót xa và đồng cảm sâu sắc. Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì, thương chồng nên nỗi khóc tì ti. Ngọt bùi thiếp nhớ mùi cam thảo, cay đắng chàng ơi vị quế chi. Thạch nhũ trần bì sao để lại, quy thân liên nhục tẩm mang đi. Giao cầu thiếp biết trao ai nhỉ, sinh ký chàng ơi tử đắc quy. Có những nhà thơ trung đại bênh vực người phụ nữ như Nguyễn Du, Nguyễn Gia Thiều, Đặng Trần Côn, nhưng họ không chân thực bằng Hồ Xuân Hương, bởi bà đã trải qua nhiều bi kịch, nỗi đau ấy lắng đọng trên trang thơ sắc sảo của bà mà không ai thay thế được. Nhà thơ từng trải qua 2 lần làm lễ nên thấu hiểu cảm giác của những người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Trong bài Lấy Chồng Chung, Hồ Xuân Hương thể hiện rất rõ nỗi niềm chua xót, đồng thời bà cũng lên án chế độ đa thê của xã hội phong kiến. Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, năm chừng 10 họa hay trăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công. Nỗi này ví biết giường này nhỉ, thời trước thôi đành ở vậy xong. Theo Hồ Xuân Hương,
việc làm lễ là vô cùng tệ bạc và bất công với người phụ nữ. Bà đã kể ra những nỗi khổ khi làm lễ và cho rằng đó như làm mướn không công, cho thấy sự bi phẫn tột độ, kịch liệt lên án chế độ ấy. Xã hội phong kiến hà khắc khiến người phụ nữ phải chịu đủ mọi thiệt thòi. Quan niệm rằng đàn bà chưa chồng mà có con như phạm đại tội, bị cạo đầu bôi vôi, suốt đời không xuất giá, thậm chí là phải chết. Vậy mà với Hồ Xuân Hương, bà không những không lên án mà còn cất tiếng nói bênh vực. Bởi nhà thơ nhìn thấy được vẻ đẹp thực sự, đó là thiên chức của người mẹ, không thể bỏ con. Không chồng mới chửa, ấy mới ngoan, có chồng mà chửa, thế gian sự thường. Mặc dù người phụ nữ phải chịu nhiều bất công và đau khổ, nhưng họ vẫn giữ được sự hiền dịu và nhu mì vốn có. Nhà thơ đã mượn hình ảnh bánh trôi nước để miêu tả vẻ đẹp ngoại hình lẫn phẩm chất của người phụ nữ. Với thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Hồ Xuân Hương đã sử dụng ngôn từ một cách điêu luyện để thể hiện sự cảm thông và niềm tự hào với vẻ đẹp và tính cách của người phụ nữ Việt Nam. Bà để lại nhiều bài thơ có giá trị nghiên cứu ở cả nội dung lẫn nghệ thuật, nhờ tài năng và những bất hạnh trong cuộc đời. Qua nhiều tác phẩm giàu tính nhân đạo ấy, Hồ Xuân Hương xứng đáng là nhà thơ của phụ nữ trong văn học trung đại Việt Nam. Hồ Xuân Hương được suy tôn là bà chúa thơ nôm. Thơ Hồ Xuân Hương thường được sáng tác theo thể loại thất ngôn bát cú hay thất ngôn tứ tuyệt, thủ pháp vô cùng điêu luyện và chữ nôm lại có nhiều phần đặc sắc hơn chữ Hán. Bà được Xuân Diệu suy tôn là bà chúa thơ nôm bởi những tác phẩm xuất sắc và tư tưởng mới mẻ của mình. Gọi nữ sĩ Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm, có lẽ nhà thơ Xuân Diệu đã nhắm vào cả khí chất con người lẫn phong cách sáng tác của bà. Theo ông, nữ sĩ Hồ Xuân Hương chỉ để lại độ 50 bài thơ 8 câu hoặc 4 câu, nhưng chiếm một vị trí thật đặc biệt trong văn học Việt Nam. Có thể nói, chất phong tình, tâm thức phản kháng, khát vọng hạnh phúc, tự do chính là những biểu hiện rõ nét của sự phát triển và biến hóa trong thơ nôm Hồ Xuân Hương. Đọc thơ bà, ta thường liên tưởng ngay đến những trò chơi ngôn ngữ xa xưa như đố tục giảng thanh, đố thanh giảng tục hay những câu ca dao đặc trưng tín ngưỡng phồn thực của người Việt. Từ các hình tượng trong thơ nôm Hồ Xuân Hương, nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên chỉ ra nét độc đáo trong nghệ thuật vịnh cảnh tả tình, đưa ngôn ngữ thơ quốc âm lên một thứ bậc mới trong bối cảnh chữ Hán trường quy. Những bài thơ nôm phong cách Hồ Xuân Hương đều chọn những sự vật nhỏ nhưng rất trùng hợp với ý tưởng của tác giả để kể một câu chuyện nào đó. Độc giả sau này mới phì cười khi phát hiện ra. Và bà chúa thơ nôm thể hiện điều đấy với ngôn ngữ rất hóm hình, thậm chí mới lạ và rất độc. Lối thơ khẩu khí táo bạo của nữ sĩ Hồ Xuân Hương ngày nay chúng ta đọc lại cảm thấy vô cùng thích thú. Thế nhưng trong thời đại vẫn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, người phụ nữ truyền thống phải giữ nét đoan trang, kín đáo, thậm chí phải sống khép mình. Những câu thơ trong các bài Đèo Ba Dội, Quả Mít, Ốc Nhồi phải nói là phạm vào cấm kỵ. Nhìn hiện tượng thơ nôm Hồ Xuân Hương theo hướng cổ suý đường đi của hiện đại hóa, nhà thơ Nguyễn Thế Kiên cho rằng bà chúa thơ nôm là một nhân vật thức thời và độc đáo, tới nay chưa có sự lặp lại. Đặc trưng bút pháp thơ nôm Hồ Xuân Hương là tinh nghịch. Có một thời quy ước rằng ngôn ngữ thơ ca phải thanh tao, nhưng khi tiến dần tới hiện đại thì thơ văn tác giả nào chạm đến những điều sâu kín của con người mà không dung tục thì rất đáng quý. Hồ Xuân Hương đã làm được điều đó từ cách đây mấy thế kỷ. Chỉ khác thơ hiện đại hôm nay là tác giả đã gióng vào vần luật, niêm luật tử tế, vừa lung liếng bóng chữ. Nếu thời ấy họ coi đó là những điều cần che chắn thật kỹ, thì Hồ Xuân Hương lại đặt ngay lên chỗ sang trọng nhất của văn chương. Sinh thời, nhà thơ Tản Đà từng nhận xét: thật là tinh quái, những câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có câu thi trung hữu họa, nghĩa là trong thơ có vẻ. Như thơ Hồ Xuân Hương thì lại là thi trung hữu quỷ, tức trong thơ có quỷ. Còn giáo sư Lê Quảng Hàm chẳng rõ khen hay chê. Trong suốt tập thơ của nàng, không mấy bài là không có lả lơi, dâu tả cảnh gì, vịnh vật gì cũng vậy. Mà tiếc thay, nhời văn thật là trải chuốt, giọng văn thật là êm đềm. Giáo sư, nhà văn Trương Tiểu thì giải thích: Xuân Hương bị nỗi u hoài chua chát ám ảnh, đó là khát vọng tiềm thức, là sự hiện thân của tội, gốc. Ngàn thu vẫn lưu danh hậu thế. Hồ Xuân Hương còn là một nhân vật vô cùng bí ẩn. Có những câu hỏi xung quanh cuộc đời bà, qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu vẫn chưa tìm được kết quả chính xác. Có giai thoại cho rằng Hồ Xuân Hương từng là tình nhân của đại thi hào Nguyễn Du qua bài thơ bà viết như sau: dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã ba năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tủi phận long đong. Biết còn mảy chút xương đeo mái, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Bài thơ có lời đề từ gửi hầu nghi xuân tiên điền nhân, tức là Nguyễn Du. Theo các nhà phân tích,
thì họ có mối tình kéo dài đến 3 năm. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết, bởi câu chuyện của họ không có sách vở nào ghi chép và nó đã trôi qua hàng trăm năm khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, Hồ Xuân Hương vẫn là nhà thơ lớn của nữ quyền thời phong kiến trong văn học Trung Đại Việt Nam. Sự sáng tạo trong phong cách thơ ca đã giúp Hồ Xuân Hương được tôn là bà chúa thơ nôm. Có thể nói, những tác phẩm của bà đóng góp rất lớn cho việc nghiên cứu. Các bài thơ được đưa vào chương trình ngữ văn để bạn đọc có thể cảm nhận những cái hay, cái đẹp của nghệ thuật ngôn từ và nội dung giàu tính nhân đạo. Từ đó tự hào về một thời đại từng có Hồ Xuân Hương tài năng như thế.